Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố được anh chủ nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Nằm trên trục đường Huỳnh Văn Bánh thuộc phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà. Những căn nhà mình đang có diện tích là ngang 3m3 và chiều dài căn nhà mình đã đến 11m và được xây dựng hết đất và được cái chủ nhà đúc kiên cố một trệt và 3 lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có 4 phòng ngủ chính và 4 nhà vệ sinh. Cũng như là phía trên mình sẽ có khoảng phòng thờ phía trước, sân thượng phía trước căn nhà. Đặc biệt căn nhà mình thì nở hậu chữ L. Đó, hậu vuông vức rất là đẹp, lên đến 4,5m. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà. Cũng như căn nhà mình thì đang có hướng chính là hướng Tây, của tràng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và đặc biệt căn nhà nằm trên một con hẻm phía trước. Con hẻm này rất là rộng lên đến khoảng 4m ở phía trước căn nhà của mình. Rất là thuận tiện để xe gắn máy ở phía trước căn nhà. Rất là thuận tiện và chỉ cách hẻm xe hơi, xe tải chỉ... tầm cỡ khoảng độ vài 3m thôi. Mình có một con hẻm chỉ có một xíu thôi là mình đã vào đến căn nhà của mình rồi. Căn nhà có một con hẻm ở phía trước rất là rộng. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính bên ngoài căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong thì giới thiệu hàng căn nhà đang có bề ngang lên đến 3m3 và chiều dài căn nhà mình lên đến 10m và nở hậu lên đến 4,5m và được anh chị đúc kiên cố một trệt và 3 lầu này. Thì phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt, kế tiếp mình sẽ có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm sinh pha, kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để chỉ thiết kế bảo vệ cho căn nhà. Và đây là khu vực bên trong, khu vực không gian phòng khách căn nhà. Mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa để chị sắm thắn tặng kèm và hai bên tường để anh chị ốp chỉ trang trí rất là đẹp. Và di chuyển đến khu vực bên trong mình sẽ có một cái tủ rượu khá là rộng để chị thiết kế rất là đẹp. Và phần nở hậu bên trong lên đến 4,5m này thì được các chị thiết kế bên làm không gian phòng bếp, có tủ bếp, kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ an cường, mặt đá hoa cương rất là đẹp. Và phần nở hậu này thì anh chị thiết kế làm cầu thang, cái căn nhà được nở hậu rất là đẹp với chữ L. Và anh chị thiết kế nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực ở dưới tầng trệt, khu vực không gian phòng bếp cũng như là khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Và chỉ với giá 7 tỷ 350 triệu đồng, còn thương lượng là quý khách hàng có thể sở hữu một căn nhà nằm ngay trục đường Huỳnh Văn Bánh thuộc phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay căn nhà nằm ngay trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh và sát với lại ngã tư Phú Nhuận, cũng như là gần với lại trục đường Trường Chinh, trục đường Trường Chinh cộng Trường Chinh và Cách mạng tháng 8. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ master lầu 1 của căn nhà. Với căn nhà mình sẽ có tới một trệt và tới 3 tầng lầu. Mình sẽ có một phòng ngủ master ở lầu 1 và hai lầu thì mình sẽ có thêm 3 phòng ngủ và một phòng thờ cũng như là một cái khoảng sân thượng ở phía trước căn nhà. Mỗi lầu thì mình đều có nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện. Và phòng master này thì mình sẽ có nhà vệ sinh rất là rộng, được các chị thiết kế có vách ngăn tắm kính, hệ thống là một bàn cầu, vòi sen tắm và được ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ. Và chỉ với giá 7 tỷ 350 triệu đồng, còn thương lượng là quý khách hàng đã sở hữu một căn nhà nằm ngay trục đường Huỳnh Văn Bánh thuộc phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, gần với lại ngã tư Phú Nhuận và gần với lại đường Phan Đình Phùng và đường Hai Bà Trưng, sát với lại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Và di chuyển lên khu vực lầu 2 thì mình sẽ có phòng ngủ số 2 và phòng ngủ số 3 của căn nhà và một cái nhà vệ sinh ở giữa để phục vụ cho khu vực không gian phòng ngủ phía trước và phòng ngủ phía sau căn nhà. Với bề ngang căn nhà mình lên đến 3,3m và chiều dài căn nhà mình lên đến 10m. Được công nhận hết đất và được các anh chị đúc kiên cố một trệt và 3 lầu. Và đặc biệt căn nhà mình thì nở hậu lên đến 4,5m. Cho nên là phần nở hậu này
được anh chị thiết kế làm cầu thang rất là đẹp, và căn nhà nở hậu rất là vung vức, chỉ với giá 7 tỷ 350 triệu đồng. Còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu một căn nhà nằm ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, sát với là quận 1. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ số 4 căn nhà. Hôm nay thì anh chị thiết kế nhà vệ sinh ở phía bên ngoài để gia đình sử dụng, có khoảng không gian máy giặt và khoảng sân thượng ở phía trước thì mình lên vui chơi hóng mát trồng cây, chỉ với giá 7 tỷ 350 triệu đồng. Còn thương lượng là quý hàng đã sở một căn nhà nằm sát với quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, và là căn nhà nằm ở trên trục đường Huỳnh Văn Bánh thuộc phường 12 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đây xin được kết thúc, hẹn lại quý nhà những video tiếp theo.